Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đến với lại cái kênh YouTube của mình. Thì trên màn hình thì các anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được là ở trên fanpage hôm trước là mình có đăng một cái bài, gọi là bài quảng cáo đi. Thì cái bài này là bọn mình đăng để giới thiệu cho một cái khóa học mà đối tượng mà chủ yếu chúng mình hướng đến đó là dành cho người mới hoàn toàn. Tức là chúng ta biết là trong cái thời mà đại dịch như thế này, việc cách ly ở nhà thì gần như là chúng ta không thể làm gì được. Vậy thì tranh thủ thời gian này, nếu như các anh chị và các bạn, những người mà chưa biết một chút gì về tài chính và hoặc đang có ý định tìm hiểu về thị trường tài chính, thì lời khuyên của mình cho các anh chị và các bạn đó là dành thời gian để học tập. Và dựa trên cái nhu cầu như thế thì chúng mình đã thiết kế ra một cái khóa học dành cho người mới. Tức là chúng mình sẽ đi từ những cái cơ bản nhất. Trên màn hình thì các anh chị có thể thấy đấy ạ. Nội dung này, thứ nhất là trong cái khóa này anh chị và các bạn sẽ hiểu đúng và hiểu rõ ràng nhất về thị trường tài chính. Thị trường tài chính là gì này? Trong thị trường tài chính thì có những thị trường nào? Ví dụ như anh chị, nhiều người biết về thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ hay thị trường hàng hóa. Đó thì là tất cả những thị trường đó đều nằm trong cái thị trường tài chính. Vấn đề là chúng ta sẽ tham gia vào thị trường nào. Có những người thì mong muốn và tìm hiểu về thị trường chứng khoán, bởi vì ngoài cái việc là trading ra thì các anh chị còn muốn là nắm giữ tài sản, tức là lựa chọn những doanh nghiệp nào tốt để chúng ta mua cổ phiếu và hưởng cổ tức trong thời gian dài. Nhưng có những anh chị thì lại thích là mình lại thích cái kiểu là trading trên thị trường phái sinh nhiều hơn. Đó thì lựa chọn ở Việt Nam hiện tại bây giờ thì lựa chọn tốt nhất là thị trường phái sinh như chứng khoán hoặc là thị trường hàng hóa, các cái sàn hàng hóa mà trực thuộc sở hàng hóa, sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV. Thì ở đấy thì các anh chị có thể tham gia giao dịch các cái sản phẩm về hàng hóa, ví dụ như là dầu, bạc hay là các sản phẩm về nông sản. Thì đấy là những cái thị trường mà ở Việt Nam hiện tại bây giờ đang phù hợp. Và để tham gia được những thị trường đó thì không phải các anh chị cứ bỏ tiền ra mở tài khoản là các anh chị có thể tham gia được, không. Bởi vì thế nên là chúng mình thiết kế cái khóa học này hoàn toàn dành cho những người mới, hoặc là những ai làm sao, hoặc là những ai là đã đầu tư rồi, thậm chí là tham gia thị trường Forex rồi, nhưng bây giờ muốn là quay trở lại tìm hiểu một cách chính quy, tức là một cách nó cơ bản nhất ABC từ đầu đến cuối, thì các anh chị có thể tham gia vào cái lớp học này. Đó, ở đây thì các anh chị thấy này, ví dụ như bọn mình sẽ hướng dẫn là thực hành làm thế nào để đầu tư này, hướng dẫn theo dõi giá và tin tức này, rồi các thị trường hợp pháp ở Việt Nam như thị trường hàng hóa hay phái sinh, hướng dẫn sử dụng các platform để theo dõi giá, rồi cách mua cách bán như thế nào, so sánh ưu nhược điểm, tất tần tật về, mình gọi là cái lớp này gọi là siêu cơ bản về tài chính. Siêu cơ bản về tài chính. Và ở trong lớp này các anh chị sẽ được nhập môn với lại, đầu tiên là nhập môn về phân tích cơ bản. Tức là nhiều người thì các anh chị không phải là học chuyên ngành về kinh tế ra, mà bây giờ do đại dịch nên là mới bắt đầu tìm hiểu về tài chính, thì các anh chị cần phải hiểu một cách cơ bản và dễ hiểu nhất, làm sao đó hiểu được các chính sách tiền tệ này, thế nào là nới lỏng, thế nào là thắt chặt này, hiểu về lãi suất, các chỉ số kinh tế như thế nào như là PMI này, CPI hay GDP. Rồi đó là cái phần về phân tích cơ bản. Rồi nếu như mà phân tích kỹ thuật thì nhận diện trên biểu đồ, rồi các anh chị sẽ nhận diện như thế nào, ở đâu là vùng cung, đâu là vùng cầu, nến nhật, rồi cách đặt lệnh mua bán ra làm sao, tất tần tật đều có hết. Đó thì ở đây các anh chị thấy là chúng mình đã thiết kế cái buổi này, cái khóa học này là học không phải là học 1-2 buổi là xong đâu anh chị, mà là nó phải là 5 buổi. Thì chúng ta sẽ có là 2 buổi một tuần, tức là khóa học của chúng ta sẽ kéo dài trong vài tuần. Đó thì các anh chị thấy là cứ 2 buổi một tuần như thế, thiết kế như thế, thì thứ nhất là các anh chị có thời gian để học, cái thứ hai là có thời gian để thẩm thấu cái kiến thức mà chúng ta học, và nó không đi quá nhanh. Cái thứ ba là cũng có thời gian để cho đội ngũ của chúng mình là có thể là khi mà các anh chị thắc mắc ở đâu là chúng mình có thể là
hỗ trợ để giải quyết được luôn đó. Và cái lớp này thì mình nói vui đó là siêu cơ bản đấy, về tài chính đấy. Đó thì là các anh chị và các bạn, những ai mà thực sự quan tâm cái khóa học như thế này hoàn toàn miễn phí, free nhé các anh chị nhé. Thực sự là bọn mình cũng biết được là nếu có làm thì nó cũng sẽ mất công, mất việc, mất quá nhiều thời gian công sức. Nhưng mà ở cái thời điểm mà đại dịch, mà bây giờ lại là chúng ta đều gần như là, mình nói thế nào nhỉ, đều có những khó khăn nhất định, mà bây giờ cái kiến thức này là kiến thức gần như là siêu cơ bản, thì chúng mình quyết định là làm một cách free. Mặc dù là giá trị của khóa học thì nó sẽ cao, nhưng mà chúng mình làm một cách free luôn. Mong làm sao ạ? Cũng mong đóng góp một chút cho cộng đồng. Thế thì những anh chị và các bạn, những người đã theo dõi kênh YouTube của mình, các anh chị nếu đã biết được những cái kiến thức mà trong khóa học này bọn mình dạy rồi, thôi mọi người đã có kinh nghiệm rồi đó, thì các anh chị hãy vui lòng là giúp mình là chia sẻ cái clip này đến với mọi người, những người mà xung quanh các anh chị, những người bạn bè thân quen của mọi người mà đang muốn học một cách cơ bản nhất ấy, thì để cho các anh chị biết đến cái thông tin này. Và mọi người có thể đăng ký vào cái phần link đăng ký, một là các anh chị vào fanpage của mình, cái bài viết này để đăng ký, hai là mình sẽ để cái link đăng ký này ở dưới phần mô tả của clip này. Thì các anh chị chỉ cần đăng ký vào đó thì bọn mình sẽ có đội ngũ là hướng dẫn các anh chị để làm sao đó học được một cách chuẩn chỉ nhất. Đấy là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Nói chung là với cách mà làm việc của mình và với cái định hướng của mình thì các anh chị biết rồi, thị trường tài chính là thị trường khó, nên là không có cái gì mà có thể nhanh được cả. Bọn mình thiết kế lớp học nó cũng phải như vậy, tức là đi một cách từ từ, dành cho những người thực sự là phù hợp. Còn clip này sẽ không dành cho những ai mà đang kiểu như là mong muốn là, bởi vì là dịch không đi làm được, các anh chị mong muốn bỏ tiền đầu tư ngay rồi có công thức kiếm tiền ngay, nhanh luôn, thì bọn mình chịu, không thể đưa được cái đấy đến cho các anh chị được. Bắt buộc phải đi một cách từ từ. Tất cả những cái giới thiệu của mình về cái khóa học này là như vậy. Các anh chị vui lòng là đăng ký ở dưới phần mô tả nha. Xin chào mọi người và chúc các anh chị là bình an, mạnh khỏe trong đại dịch. Hẹn gặp lại các anh chị trong các clip sau.